Sốp mà sốp 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 mà sướng chấm vn à, sốp ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những sốp nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nha. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì các bạn vừa xem một clip đó, mình hướng dẫn tất cả anh em cách cướp rừng khi ở team địch nó kiểm soát. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ có Phoenix, và chắc chắn rồi Phoenix nó sẽ ăn búa sánh và mình sẽ qua cướp. Và đây là một cái pha này mình sẽ cướp khi có hai người team địch nó thủ bùa các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết rồi, trước đó thì mình sẽ giết cái thằng ở trong rừng luôn. Nhưng nay nó có 3 thằng quá thì chắc chắn rồi 4 thằng nhá. Thì cái việc chắc chắn rồi, phải chạy thôi, không bao giờ đánh được. Bây giờ nói các bạn thôi, khi các bạn cướp rừng có team địch nó hỗ trợ ấy, thì cái việc quan trọng nhất là các bạn phải trừng phạt và ăn con quái, không bao giờ được đánh nó các bạn nhé. Đấy là việc các bạn cân nhắc. Thì các bạn biết thôi, Phoenix nó chắc chắn sẽ có cướp bùa đầu của mình. Nhưng cái quan trọng khi chúng ta cướp bùa này, khi thằng Phoenix nó sẽ ăn cho mình cái con bùa xanh của team nó. Các bạn hãy nhớ cho mình, từ giây phút này mình sẽ phân tích cho bạn biết được rằng mình sẽ chúng ta sẽ lấy cái lợi thế rất mạnh này. Phoenix của nó sẽ ăn cái con bùa xanh đầu tiên. Và chắc chắn rồi, nếu bản thân của mình chơi ấy thì mình sẽ tính được. Đây con tự đúng rồi, chắc chắn nó cướp cho mình có con bùa đỏ này đó. Thì nó bùa xanh trước nhá. Bùa xanh của nó sẽ dao động trong vòng khoảng 2 giây, là từ 2 phút 14 cho đến 2 phút 16, 1000% là con bùa xanh nó ra. Thì khi mình biết được cái giây nó ra thì sẽ làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ chủ động tầm 2 phút 10 giây thì mình sẽ có mặt ở đấy đó. Thì pha này là 1 phút 42 giây rồi, mình sẽ bê về và mình sẽ di chuyển qua bùa xanh của nó luôn. Thì con bùa xanh của nó khả năng sẽ ra luôn. Và mình đã có level 3, level 4 rồi. Thì mình có đầy đủ 3 chiêu thức. Thằng Phoenix nó vừa di chuyển mid và nó sẽ ra farm 2 con quái nhỏ ở phía bên bùa đỏ của nó. Thì đấy sẽ là cái khoảng thời gian của mình di chuyển thẳng qua con bùa xanh của nó. Chắc chắn đó, mình nói các bạn biết rồi đó. Khi một con bùa xanh của team địch nó ăn ấy, thì nó sẽ dao động tầm khoảng 2 giây. Còn các bạn chắc chắn thì 4 giây đi, tầm khoảng 2 phút 10 thì mình phải có mặt đấy đó. Nhưng mình nghĩ tầm khoảng 2 phút 14 hoặc 15. Đây 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 các bạn thấy chưa, 2 phút 15, chuẩn chưa? 2 phút 15 thì con bùa xanh nó ra, chắc chắn như vậy luôn. Và mình sẽ lấy cái thế chủ động này, khi có thế chủ động này mình sẽ ăn bùa xanh của nó. Và Phoenix chắc chắn nó sẽ thọt hơn một chút rồi. Đấy. Và nó ăn rồng làm gì các bạn biết là nó rồi. Ở cái mùa giải này chúng ta đừng bao giờ quan trọng con rồng làm gì cả. Và mình có thám. Đấy, ăn phút 2 phút 20, tầm khoảng 3 phút 5 có mà tầm khoảng 3 phút 50 4 50 là con bùa xanh nó sẽ ra nhá. Mình sẽ chủ động cái con bùa xanh tiếp theo sẽ cướp hoặc là sẽ giết nó thì tùy thuộc vào trong vòng 1 phút nữa. Thì mình bây giờ mình sẽ di chuyển ra mid và mình sẽ đi về farm. Đấy. Mid con lính thôi. Ôi trời, cái ông về ra ông chả farm gì cả kìa. Đấy, mình đỉnh rán cái phá đấy. Nhưng mình sợ thằng nó phá game ấy. Sợ thằng rừng quá cướp rừng mid các thứ mình lo. Thôi được rồi, đường nào mất đỉnh đấy các bạn. Sau là mình sẽ ăn con lính mid đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ tập trung farm cho mình cái tên rừng. Sau bắt đầu mình sẽ đá qua bên đường trên hoặc là di chuyển ở đâu đấy. Thằng Phoenix thì ở đây thôi. Con bùa xanh của nó thì đến tầm khoảng 30 giây nó sẽ ra nhá. Đường trên nó có đánh nhau, khả năng mình sẽ bằng cái farm thôi, không có vấn đề gì xảy ra hết. Và spray mình chết rồi, khả năng farm này mình sẽ đến phản gánh này. Nếu mà team địch ở đường trên nó đánh cá thì mình sẽ phản gánh cái farm này. Mình khả năng cái con bùa này thì con mười mấy giấy không kịp rồi, khả năng là nó sẽ ná rồi. Thôi không sao, mình sẽ farm nhá. À đây, Phoenix ở trên này, mình sẽ đến phản gánh farm này các bạn nhé. Đây rồi, phản gánh nhá. Như bạn biết rồi thì chúng ta sẽ chơi cách phản gánh chứ không chủ động đi gánh đâu. Chủ động đi gánh thì chúng ta sẽ không hiệu quả nhiều ở trong phiên bản bây dư. Cho nên chỉ có phản gánh rất tốt. Đấy cái pha này. Đây rồi, từ từ bình tĩnh. Rồi, một chưa một, lao lên. Rồi, Phoenix. Đấy chặt đi, hay quá. Rồi, chưa ba luôn. Tốt. Thằng đây là 4 phút 06 con bùa xanh nó ra rồi. Mình sẽ chặn cái tên lính này một phát là bắt đầu mình sẽ quá bùa xanh của thằng Phoenix nhá. Thì con Phoenix nó sẽ 10 giấy chết thì tầm khoảng đây rồi, tầm bây dư nó sẽ ra đâu. Đấy, tầm bây giờ con Phoenix nó sẽ rã và nó sẽ di chuyển con bùa xanh. Không biết mình có kịp cái pha này không, khả năng không kịp rồi, khả năng là qua thì nó sẽ ăn gần sóng rồi thì mình cũng sẽ qua thôi. Theo quan điểm của mình thì nó ăn con bùa xanh sóng nó sẽ ăn con quái nhỏ ở đây mất rồi, các bạn thấy chưa? Đây thấy chưa các bạn nhá, quái nhỏ nhá. Đấy, đấy là cách kiểm soát thằng rừng của nó tuyệt để 100% và sẽ biết là nó di chuyển ở đâu các bạn nhá. Chỉ cỡ rồi cái pha này mình lướt 2 lần chơi luôn. Đây hay quá, ui gặp anh em Emily kìa, đến đi. Cái phá cân 2 nó ngọt lìm như vậy luôn các bạn ạ. Rồi mình sẽ nói lại một chút cho tất cả các bạn biết.
Đầu tiên mình sẽ đi cướp bùa đỏ. Và mình đã biết là thằng Slim nó thằng Phoenix nó ăn con bùa xanh. Và nó ăn bùa xanh thì mình đã tìm được cái thám chủ động con bùa xanh ở ra lần thứ hai. Và mình sẽ vỉn vào cái thám đấy và mình sẽ đánh úp con bùa xanh nó. Và khi mình có thám con bùa thứ hai thì mình sẽ có thám con bùa thứ ba. Thì mình sẽ chủ động nắm bắt được cái di chuyển của Phoenix nó chắc chắn 100% ở đâu. Thì chúng ta sẽ cân nhắc tính toán. Ví dụ các bạn cấp một cái vị tướng thua thiệt con Phoenix thì chúng ta sẽ tính toán là nếu không ăn được nó ấy, thì chúng ta sẽ đi gánh ngược lại hoặc đi làm cái gì đấy. Nhưng mình là một vị tướng Rio Ma cho nên mình sẽ đánh úp sọt nó ở trong rừng luôn. Thì các bạn thấy hai phá vừa rồi là hai cái phá chủ động tính toán của mình, cho nên chúng ta chơi rất tốt. Thì như các bạn biết thôi, khi tất cả các bạn có một chút lợi thế thì các bạn biết làm gì chưa? Các bạn biết làm gì chưa? Các bạn thử trả lời cho mình coi nào. Rồi ok. Thôi nói chung là không biết các bạn có biết hay không. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chơi cách là vào rừng nó chơi các bạn nhé. Các bạn có thể thấy từ những clip ngay xưa ấy, thì mình có hướng dẫn các bạn là đi gánh rừng rồng. Nhưng mỗi cái phiên bản càng từ đấy nó sẽ có meta khác nhau. Và meta bây giờ ấy là cái meta chúng ta sẽ làm team địch nó yếu trực diện, chứ không búp cho team mình sẽ như ngày xưa nữa. Như ngày xưa chúng ta đây phải Phoenix từ từ mình sẽ vào cướp một bữa sáng này. Đây trừng phạt này. Đấy trừng phạt ta chọc một phát đấy. Động sao phản EV tí là sẽ ấy đó. Và mình sẽ nói tiếp là ngày xưa thì chúng ta sẽ búp cho đồng đội của mình gánh đường rồng cho mình sánh, thì đường rồng sẽ hỗ trợ cho mình một chút. Nhưng bây giờ các bạn sẽ làm thằng rừng nó thọt đi. Khi các bạn đánh được thằng rừng nó thọt thì đương nhiên đồng đội của nó sẽ từ dâng cái mảng của nó cho chúng ta ở trong khu rừng nó thôi. Đấy các bạn cứ nghiệm đi, các bạn xem clip của mình xong các bạn cứ đi ra các bạn chơi một trận đấu easy này như mình. Các bạn ăn được rừng nó thì tự nhiên các bạn sẽ ăn được thằng mít, sẽ ăn được thằng đường kinh công. Vì sao ạ? Bởi vì đó là cái quán tính, gọi là cái phản xạ tự nhiên. Khi đồng đội của các bạn mà thằng rừng bị giết ở trong rừng ấy thì các bạn sẽ có một cái gọi là tự nhiên đi một cách vào trong rừng một cách vô hồn. Không biết sẽ giết được thằng rừng nó hay không, nhưng các bạn sẽ vào sẽ bị bắt lẻ có như là mất lợi thế, và mất lợi thế thì có như tím của mình tự nhiên sánh. Đấy đấy là cách, tại vì sao mình lại truyền đạt cho tất cả các bạn cái kỹ năng trận đấu nào mình cũng phải cướp rừng để cho anh em xem được những cái lời thì nó gọi là vượt bậc để cho anh em xem luôn. Các bạn có thể thấy 80-90% nó đánh nhau ở trong rừng rồi thôi. Cho nên là ở trong giai đoạn đầu như nào mình sẽ gói gọn trong một trận đấu, các bạn làm y như này cho mình. Đầu game các bạn sẽ phải cướp được hoặc là sẽ làm thằng rừng nó yếu. Thậm chí các bạn nón tay các bạn không cướp được thì các bạn cũng sẽ gây được cái sự mất tập trung của nó đi phá. Thứ hai, khi đến phút thứ tư, thứ năm và thậm chí phút thứ sáu là đẹp nhất, là cái giây phút các bạn sẽ phải từ đi lẻ, từ vì vác cái xác các bạn đi vào rừng của nó và các bạn đánh nhau ở trong rừng. Đấy, khi các bạn đánh nhau trong rừng chắc chắn thôi, nó sẽ là cái thế bị động, các bạn hiểu không? Các bạn vào rừng là các bạn có thể chủ động, là các bạn sẽ biết phải đánh nhau thôi. Nhưng nó chỉ là một cái gặp mình thì nó sẽ đánh bị động. Thì nếu mà gọi là hai kỹ năng ngang nhau, chúng ta sẽ hơn một cái chủ động là nó sẽ tốt hơn thôi. Đấy, chưa kể kỹ năng các bạn mang áo trinh là các bạn sẽ có một trận đấu nhanh hơn. Đấy, đơn giản easy như vậy thôi. Bây giờ mình thực sự chả bao giờ quan tâm với con quái rừng của nó nữa, vì cái lợi thế nó rất là nhiều rồi. Hiện tại mình rất sánh, mà tí mình nói chung là này dư đã thằng nào gánh chưa? Thằng Phoenix làm gì gánh được gì? Nó gánh được cái phái đâu, mình phản gánh một phát là nó thua luôn. Đấy, cho nên là mỗi trận đấu thì chúng ta sẽ xảy ra vô vàn điều khác nhau. Nhưng cái công thức, cái lý thuyết, cái cơ bản chúng ta sẽ chỉ có một thôi, là cái cách đánh ABCG này. Đôi cái đến phút này chúng ta sẽ ABCG này. Còn nhiều bạn sẽ phản biện rằng là ví dụ như là tím mình thọt, mà tím nó mạnh như sao? Làm sao mà vào rừng nó đánh được? Ok, sau này mình sẽ làm một cái clip cho anh em biết được rằng là cái lối chơi này, cho dù tím nó sánh hay như thế nào, mình cũng sẽ có một cách gọi là lật lại keo bằng cách chúng ta sẽ đi đớn và bắt lẻ ở trong rừng của nó. Càng dễ hơn các bạn nhé. Khi tím địch của nó sánh ấy, thì nó càng chủ quan, mà càng chủ quan chúng ta càng giết được nó solo, kiểu là bắt lẻ nó đơn giản hơn. Đấy, chỉ có tím nó thọt thì ta mới khó bắt lẻ nó thôi, bởi vì nó kiểu chuẩn bị đấy thì là mới khó. Rồi ok, clip này thì mình sẽ hứa các bạn sẽ có một clip sau thì sẽ phân tích anh em kỹ càng hơn khi mà tìm địch sánh và tìm binh thọt, và chỉ có một mình sẽ làm như thế nào nhá. Chẳng hạn vừa rồi các bạn xem clip con Suka chẳng hạn, đấy mình vẫn 1-5 ra là đâu game tím nó sánh và cuối cùng mình vẫn lấy được thế như bắt lẻ. Đấy thì mỗi trận đấu thì nó sẽ xảy ra vô vàn thôi, cho nên mình sẽ cố gắng là giúp tất cả các bạn gặp nhiều những tình huống nào chúng ta sẽ sử dụng cái gì. Đấy còn bây giờ thì các bạn biết rồi, easy thôi, bây giờ tím mình sánh. Còn mình thì nói thật là một combo là chết. Và các bạn lưu ý cho mình một chút khi combo của Rio Ma nhá. Các bạn sẽ đánh thương trước, xong các bạn chọc chiêu 2, xong các bạn kích hoạt chiêu 3, rồi bắt đầu cả chọc chiêu 2. Đấy, các bạn thấy chưa?
cách combo là easy, đơn giản thôi. Và các bạn ơi, đừng quên rằng là những clip này của mình khẳng định 5-6 clip mình có max được hơn tuần thôi. Thì những clip của mình tới đây là mình nói thật ngay các bản thân mình nhá, cũng thấy rất là hay, chứ không phải là khen đâu, từ khen mình đâu, mà nó rất là bổ ích vì những cái kinh nghiệm nào của mình đều truyền đạt vào trong những clip này thôi, chảy hết mình, tâm huyết hết mình thôi. Cho nên em mong tất cả các bạn có thể là nếu đã xem, lỡ xem hoặc vô tình hoặc là bị xem hoặc là một cái gì đấy xem, thì các bạn hãy để lại cho mình một cái gì đấy, comment chẳng hạn. Nếu thích tí nữa các bạn cho thêm một like, còn mà thương tí cho một share, còn mà một cái gì đấy nữa thì cho một nút subscribe đấy, đơn giản các bạn. Đấy thì trận đấu đây thì không sắm thôi, đơn giản thôi, đánh cái kiểu gì mà win thôi. Ai chơi cái trận đấu này mà win hết. Ôi, máy quá, chọc tiếp. Đấy, cái gì đấy, cân 4, cân 5 chiếu bá hôi này, hôi màu này. Đấy. Thì mình thì hai clip trước thì đăng lúc 10 giờ ấy, còn bây giờ thì mình sẽ đăng lúc 5 giờ chiều. Khả năng cái kênh này từ ngày xưa đến giờ toàn đăng 5 giờ chiều các bạn. Đấy thì các bạn cứ xem, các bạn cứ cảm nhận, các bạn cứ ra chơi đi. Rồi các bạn sẽ quay lại, các bạn comment, các bạn sẽ thấy được những cái mình nói áp dụng thực với trận đấu của các bạn là thực tế, chứ không phải là mơ hồ, không phải là biển bóng đó. Đây chỉ là những cái thực tế, áp dụng thực tế. Các bạn cứ chỉ cần cầm những ví tướng này các bạn chơi, các bạn cứ đi như mình như vậy, không 100 thì cũng phải 70% giống trong clip này của mình luôn. Đấy, chỉ là các bạn có xem, các bạn có nghe được những cái lời nói kiểu hết hay không, hay các bạn xem các bạn tơi nhiều ống, các bạn xem cái tơi bịch cái chả hiểu được cái nội dung gì đâu, cũng vào chơi đây này đấy. Đấy, tôi làm giống mấy sướng còn được đâu, thì các bạn có nghe mình nói đâu mà các bạn để chơi giống. Các bạn thử xem hết clip xong các bạn vũ làm mà không được thì lúc đó mới là lỗi của mình nhá. Rồi ok, thì mình nghỉ clip đến đây kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Tất cả các bạn ấy mà yêu, bye bye.